Bạn và mình chiên cơm nhé, cơm chiên trứng, thành phần là cơm, đường, mì chính, trứng, nước mắm, xì dầu và bột nêm. Rồi bỏ đỏ vào, bật nhanh lên. Thank you.
Này nhớ đi. Con ăn bình thường. Được chưa? Đúng rồi đấy. Mì tôm uống mấy nước. Mì tôm á? Ăn uống mấy nước. Mì Coca-Cola hoặc Fanta.